Trong cuộc sống, ai ai cũng muốn gặp được may mắn, nhưng không phải ai cũng biết cách làm thế nào để có được sự may mắn. Có những người luôn gặp được những điều may mắn, còn một số khác thì không. Cuốn sách Bí mật của may mắn của Alex Rovira và Fernando Trias de Bet sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những điều huyền diệu, bí ẩn xảy ra trong cuộc sống này và hiểu được may mắn xuất hiện ngẫu nhiên, không tồn tại lâu dài, mà chính bản thân chúng ta phải tự đi tìm nó.